Ngày 11 tháng 3, huyện Đoàn Dương Minh Châu phối hợp cùng trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hoạt động về nguồn và trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của hai xã Suối Đá và xã Phan. Tại khu di tích căn cứ kháng chiến Suối Môn trên địa bàn xã Phan, các đại biểu đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ các đồng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, cùng ôm lại truyền thống lịch sử của căn cứ kháng chiến Suối Môn. Qua đó, nhắc nhở các thế hệ trẻ hôm nay phải sống cho xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ chàng đi trước. Hôm nay đến được đây, đứng trong cái khung cảnh của chiến khu xưa, nơi mà các anh hùng, các lực sĩ đã nằm xuống để cho cái sự sự nghiệp xây dựng, sự nghiệp bảo vệ tổ quốc thì và thực hiện được cái ý nguyện của mình tức là làm một cái việc làm có ý nghĩa đối với các cháu đó chúng tôi hy vọng là cũng góp được cái phần nào đó để nó có cái quyết tâm để học tập để để sau này các cháu nó có cái quyết tâm để góp phần vào xây dựng đất nước. Nhân dịp này, trường đại học kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh đã trao 20 suất học bổng mỗi suất trị giá 600.000 đồng cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn đang theo học tại các trường trên địa bàn xã Phan và xã Suối Đá.